Lâm Hùng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng dành một tràng pháo tay thân thương cho một sáng tác của Lâm Hùng. Xin dành tặng cho chương trình live show của cháu Thiên Nga. Và xin cảm ơn bó hoa của một bạn tặng cho Lâm Hùng. Xin chúc cho chương trình live show của cháu Thiên Nga thành công rực rỡ. Và chúc cho tất cả quý một đêm thật vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị. Vâng, thưa quý vị, dành một tràng pháo tay cho nam ca sĩ Lâm Hùng. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi chuẩn bị đến phần trình diễn cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ kỹ thuật và điêu luyện. Đó là bộ môn nghệ thuật xiếc tượng hình. Thưa quý vị, xiếc hình tượng với phần trình diễn của Vương Tuyên và Diệu Hiền. Xin được mời quý vị cùng thưởng thức.